ngài thật sự hết thuốc chữa rồi. Còn gián điệp đó có cái gì mà năm lần bảy lượt che chở cho nó? Đừng quên vị trí của người phó tướng, hãy biết dừng đúng lúc trước khi ta nổi giận. Thần sẽ báo việc này lên hội đồng. Chắc là Garuda ghen vì cái áo choàng đây nè. Thật uổng công thần đã vất vả tính kế dụ cô ta vào biệt lao. Tính kế dụ? Thì ra Garuda âm mưu hại mình. Ngài không xứng đáng đứng đầu quả cung. Ta có xứng đáng hay không, không đến lượt người đánh giá. Đúng, thần không có quyền đánh giá ngài, nhưng thần có quyền xử con gián điệp kia. Ta đã kêu người về rồi mà. Sam. Hả? Hai người đi cùng nhau hả? Chuyện mình lén đi gặp Hắc Phượng Hoàng chỉ có Sam biết. Hóa ra hai người đồng lõa với nhau. Cả gan bày trò trong cung của ta, ta phải trừng phạt các ngươi. Tôi thật lòng coi cô là bạn, mà cô lại cấu kết với Garuda hãm hại tôi. Tại sao vậy hả? Vết hoại tử đó. Nếu biết Hắc Phượng Hoàng ở đâu, thần sẽ có cách khiến cho Selena lộ đuôi gián điệp. Gián điệp trước khi làm nhiệm vụ đều phải uống thuốc độc. Trong thời gian nhất định mà không hoàn thành nhiệm vụ thì xác định chết. Hóa ra người mới là gián điệp, còn mượn tay ta giết Selena. Ngài Garuda nghe thần nói đã. Từ ngày nó trở về cung, mọi thứ rối tung cả lên. Nó làm mụ mị ngài Elios, làm cho ngài bị lạnh nhạt. Nó mà chết thì hỏa cung mới yên ổn. Thần tiện thể giúp ngài một tay thôi. Về châu Diêm Vương mà giải thích. Giết đồng phạm diệt khẩu à? Ta thật ngu ngốc, lẽ ra không nên nói hết ruột gan của mình cho con Sam đâu biết. Đường đường là một phó tướng, lại để nô tỳ thao túng. Ta mới là kẻ không xứng đáng. Thần xin từ chức. Suy nghĩ kỹ chưa? Thần sẽ tự khai báo với hội đồng việc thần cấu kết với gián điệp. Selena, ta xin lỗi. Cứ gây lỗi rồi xin lỗi tới khi nào đây? Các người sống hòa bình với nhau có được không? Thật sao Đậu Xanh? Ngươi là thế thân của Hitomi hả? Đúng vậy. Vậy thì ngươi phải ở cạnh ta, bảo vệ ta mới đúng, giống như là Hitomi đó. Không rảnh. Chừng nào ngươi sắp tèo, ta mới hiện ra cứu. Hồi nãy còn chưa đủ nguy cấp hay sao? Sao vậy? Đậu Xanh à? Đau quá. Không. Đậu Xanh tự dưng biến mất. Chẳng lẽ Hitomi gặp chuyện chẳng lành sao?